Trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3, 13 tháng 10 năm 2015. Xin chào Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Và chương trình ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay thưa quý vị, xin được bắt đầu với một cái tin. Một người Việt Nam ở miền Nam California sẽ ngày hôm nay sẽ tuyên bố ứng cử chức dân biểu liên bang địa hạt 46 của California. Đó là ông Bảo Nguyễn. Hiện tại đang là thị trưởng thành phố Garo, thành phố lớn nhất và đông nhất, đông dân Việt Nam nhất ở trong vùng Lido Sài Gòn. Hiện nay Garo, thưa quý vị, có dân số khoảng gần 200.000 người và ông Bảo năm 2014 đã trở thành thị trưởng gốc Việt đầu tiên trong lịch sử thành phố sau khi thắng người đương kim thị trưởng, chỉ có 15 phiếu mà thôi. Hồi tháng 7 vừa rồi, ông tuyên bố ông là một người đồng tính và bây giờ ông tuyên bố sẽ là ứng cử ngày hôm nay 12 giờ trưa giờ California. Ông sẽ tuyên bố ứng cử chức dân biểu liên bang địa hạt 46. Địa hạt 46 hiện nay do bà Loretta Sanchez đang đại diện. Và hôm trước tôi với Long có đi làm phóng sự, bà đã tuyên bố sẽ là ứng cử chức thượng nghị sĩ liên bang, thế bà Barbara Boxer về hưu không có ứng cử nữa. Thành ra ghế này trống thì bây giờ có ít nhất là cũng 3-4 người đã tuyên bố tranh cử. Thì đây là người Việt Nam đầu tiên tuyên bố tranh cử trong địa hạt này. Địa hạt này thì đa số là cử tri gốc Mễ và Mỹ Trắng, cũng có một phần Việt Nam trong đó. Nhưng mà phải nói là cái sự tham gia đi bầu người Việt Nam trong thời gian qua, nhất là qua cuộc bầu cử địa phương mà chúng ta thấy đó, nó cũng khá là mạnh. Thành thử ra bây giờ có nhiều người Việt Nam là cũng nhắm nghé vào những cái ghế này. Và hy vọng nếu biết đâu được lần đầu tiên có một người Việt Nam đắc cử dân biểu liên bang ở California thì sao? Chúng ta biết, chúng ta đã từng có dân biểu Joseph Cao Quang Ánh ở bên Louisiana cách đây khá lâu, gần 10 năm. Rồi đó là người duy nhất và chỉ có được một nhiệm kỳ thôi. Biết đâu khi này ông Bảo thắng, mình không biết được, chưa đấu thì chưa biết. Nhưng mà California có cái bầu sơ bộ vào tháng 6 năm 2016 thì cái kiểu California nó như thế này này, quý vị. Đó là lý do tại sao nhiều người họ đã ứng cử, là họ cho bầu sơ bộ bất kỳ anh thuộc đảng nào hay không thuộc đảng nào, cứ anh là công dân Mỹ cứ việc nộp đơn vô. Rồi sau cái cuộc bầu cử sơ bộ đó, hai người nào đạt số phiếu nhiều nhất sẽ vào tháng 11 đấu final, tới chung kết. Cho dù cái người đó, một trong hai người đó có đạt được 99.99% số phiếu, cái người mà thứ nhì dù cho dù đạt một phiếu chăng nữa, nhưng mà cứ hai người mà nhiều phiếu nhất, bất luận số phiếu bao nhiêu, thì là vào chung kết. Nó khác với lại những cái bầu sơ bộ của quận hạt, như bầu sơ bộ quận hạt hoặc một số thành phố. Thì trong cái primary, anh nào được trên 50% là coi như không cần vô final, coi như anh thắng luôn. Cái kiểu của liên bang mà ở California lại khác, anh thắng bao nhiêu cần biết. Thành thử ra cái này mình chưa biết được, cũng có nhiều cái hy vọng lắm. Ngoài ông Bảo Nguyễn thì chúng tôi được biết là có hai ứng cử viên khác cũng khá là nặng ký, đó là cựu thượng nghị sĩ Lou Correa, ông này người gốc Hispanic, và ông cựu thượng nghị sĩ Jordan luôn. Ông Jordan này là trước đây đó coi như là thầy của ông Lou Correa, bởi vì ông Jordan hồi trước ông đại, ông là thượng nghị sĩ tiểu bang đại diện địa hạt 34. Sau khi ông hết 8 năm thì ông Lou Correa lên thế, 8 năm hết ông Lou Correa, bây giờ cái ghế đó đang là bà Janet Nguyễn đang nắm cái ghế này đó, cái 34 đó. Thì bây giờ ông Lou Correa và ông Jordan ngày xưa cùng là ở cái địa hạt này, bây giờ ra ứng cử cái địa hạt 46 của bà Loretta Sanchez. Ngày hôm nay sẽ có thêm ông Bảo Nguyễn vô nữa, chưa kể một số là nhân vật khác nữa mà có lẽ cộng đồng ta không biết nhiều. Nhưng mà đó là ba cái nhân vật mà người Việt Nam chú ý, bởi ba cái người này. Hai cái người này, ông Jordan và ông Lou Correa thì đại diện địa hạt 34 một thời gian lâu, khá quen với cộng đồng Việt Nam. Còn ông Bảo Nguyễn hiện nay là thị trưởng của Garo. Thì đó là cái tin về bầu cử địa phương. Không biết anh Long có nhận xét gì thêm chuyện này không? Chúng tôi nhận thấy là ông Bảo Nguyễn, ông Jordan với lại ông Lou Correa cũng đều là đảng Dân Chủ. Vâng. Và ông Bảo Nguyễn, cái chuyện mà khi mà ông thắng chức thị trưởng thành phố Garden Grove thì cũng là một cái thắng cũng là rất là bất ngờ với nhiều người. Người ta cũng không ngờ là cũng như là cái gì anh Dung, châu chấu đá xe, nhưng mà rốt cuộc châu chấu, châu chấu lại thắng. Và trong cái cuộc bầu cử này nó cũng có những cái yếu tố mà chúng tôi gọi là
bất ngờ. Tại vì thưa quý vị, cái chức thượng nghị sĩ của tiểu bang California từ khoảng là 20 thập niên này được nắm rất là chặt bởi hai vị nữ lưu, đó là bà Barbara Boxer và bà Diane Feinstein. Thì năm nay thì bà Barbara Boxer tuyên bố thôi tôi nghỉ chơi, tôi không muốn chơi nữa. Thì thế mới có một cái chỗ để cho người khác chen vào. Thì bà Loretta Sanchez, người đang nắm chữ cái chức vụ danh cử của liên bang của tiểu bang California, mới đi vào trước đó, mới có được cái chỗ trống này cho các người này để có chỗ để mà tranh đi vào. Thì không biết rằng là kỳ này ông Bảo Nguyễn có làm được một cái chuyện cũng bất ngờ như kỳ trước ông làm hay không. Chuyện đó chúng ta phải chờ đến lúc đó chúng ta mới biết được. Nhưng mà nói chung là cái tôi thấy là dạo thời gian gần đây trong các chức vụ mà chung quanh khu vực Lý Đô Sài Gòn có khá nhiều chuyện. Chúng tôi thấy là có cái sao đổi ngôi, anh Dũng. Phải đúng không? Có sao đổi ngôi. Sao đổi ngôi. Ông bà Janet Nguyễn ra đi, rồi sau đó có một cuộc tranh cái chức mà bà Janet Nguyễn để lại. Thì bây giờ là một bà khác đang ra đi, người khác lại tranh cái chức vụ này. Mà chỗ những nào cái cơ hội mà lưng chừng như thế này, lại có những người Việt Nam lại có cái cơ hội để mà chiếm vào cái chỗ trống đó. Vâng. Xin chia sẻ quý vị luôn. Hôm ông Bảo Nguyễn mà chính thức đắc cử thị trưởng Gano, tôi với Mai Phi Long lúc đó là chúng tôi mặc hai áo khác nhau, là cũng có mặt ngay gọi là trước cái tòa thị chính thành phố và đã tường thuật cái chuyện này phỏng vấn ông, chắc quý vị đã coi rồi. Rồi cái ngày bà Loretta Sanchez tuyên bố tranh cử thượng nghị sĩ liên bang, tôi với Mai Phi Long lại cũng dưới hai màu áo, cũng đi tường thuật. Biết đâu khi này chúng tôi lại cũng dưới hai màu áo hoặc là cùng một màu áo đi tường thuật cái chuyện là vinh dự cộng đồng Việt Nam thì sao? Nhưng mà trở lại cái vấn đề này chút xíu, chúng ta phải thấy rằng nó có những cái chuyện là trong năm tới nhiều chuyện độc đáo liên quan bầu cử địa phương ở đây và nó sẽ ảnh hưởng đến là người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ. Bà Loretta Sanchez hiện nay theo những cái polling thăm dò dư luận ở tại California thì bà chỉ thua bà Kamala Harris hiện nay đang là Bộ trưởng Tư pháp chỉ có vài điểm mà thôi. Nhưng cái điều đó cũng chưa biết chắc. Và theo số tiền á, thì chắc chắn là bà Kamala Harris sẽ được nhiều tiền hơn bà Loretta Sanchez. Bởi vì bà coi như là thuộc cái khu vực miền Bắc California. Và hiện nay đó, theo như chúng tôi được biết, bà chắc chắn sẽ có được cái sự ủng hộ chính thức của ông Jerry Brown là thống đốc California. Và ông Gavin Newsom là phó thống đốc California. Gavin Newsom với bà Kamala Harris là cùng một thời với nhau, họ là đồng minh với nhau. Thì bây giờ ông Newsom không ra tranh cái chức này để bà Kamala Harris ra, rồi sau đó bà Kamala Harris nếu thắng sẽ ủng hộ endorse ông Gavin Newsom vào năm 2018 để mà ông này ra ứng cử chức thống đốc thay ông Jerry Brown. Đó là cái đường đi của họ. Riêng bà Loretta Sanchez, thưa quý vị, đại diện cho miền Nam California và đại diện cho cử tri gốc Hispanic, liệu bà có lật ngược lại thế cờ này không? Bởi vì trước cái giờ đó, thưa quý vị, những cái chính trị cấp cao của California đều là vùng Bay Area, miền Bắc California và đều nằm trong tay dân chủ. Mà dân chủ Bắc California khác với dân chủ Nam California. Dân chủ Nam California là hơi bảo thủ tí xíu, như bà Loretta Sanchez, còn dân chủ Bắc California thì hơi cấp tiến chút xíu. Quý vị thấy như anh Long nói là bà Diane Feinstein, bà Boxer cũng là dân ở vùng San Francisco. Ông Jerry Brown dân Oakland, cũng là Bắc Cali. Gavin Newsom rồi Kamala Harris cũng là dân San Francisco. Ông Newsom trước đây là thị trưởng San Francisco. Đó, đại khái. Bây giờ liệu miền Nam có thể lật đổ nổi cái triều đại miền Bắc hay không? Có thể. Thứ nhất, bà Loretta Sanchez có bà em là Linda Sanchez, cũng là dân biểu ở vùng Los Angeles. Chà, cái tên Sanchez này cũng khá là popular. Có thể bà lấy được số phiếu của gốc người cử tri gốc Hispanic. Thứ hai nữa, những người mà Cộng Hòa họ sẽ không bầu cho hai người này. Nhưng bây giờ phải bầu thì tôi bầu cho cái anh mà hay là cái chị mà cấp tiến nhưng mà bảo thủ hơn, tức là ít cấp tiến hơn như bà Loretta Sanchez. Còn chị Kamala Harris thì cấp tiến quá, nhất là đi với anh Obama mà khá là đẹp nữa. Đó, cái đôi người. Đó là cái lợi thế. Cái lợi thế thứ hai nữa đó, theo tin đồn cho biết, có thể bà Hillary Clinton kỳ này sẽ chọn một cái người phó tổng thống, ứng cử viên phó tổng thống là người gốc Hispanic. Biết đâu chừng người đó là ai. Tôi nghe đồn là hiện nay có thể là bộ trưởng gia cư bây giờ. Trước đây ông này là thị trưởng San Antonio. Đây là Castro thì phải. Đó, trùng tên với cái ông bên Cuba. Thì nếu như vậy đó, thì cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 người ta sẽ thu hút cử tri gốc Hispanic ra rất nhiều. Thì bà Loretta Sanchez cũng có lợi. Bởi vì hai cuộc bầu cử đó xảy ra trong cùng một ngày. Nếu bà thắng cái primary. Thành ra đây là chưa biết mèo nào cắn mèo nào. Đó là mặt tích cực. Nào cái mặt tiêu cực. Có thể đến giờ chót, bà Kamala Harris mà nhận được cái endorsement của ai biết không? Là quay xong game biết ai? Barbara Boxer. Nếu bà Barbara Boxer giờ chót đùng một cái tôi endorse bà Harris,
thì coi như cán cân là thay đổi. Hoặc tôi endorse bà Lota Sanchez là cán cân thay đổi, mình chưa biết chuyện đó như thế nào. Và nếu đến giờ phút chót, đến tháng 3 năm 2016 là hạn chót để ghi danh ứng cử, bà Lota Sanchez mà nếu mà bà nhắm mà không thể nào thắng cử nổi đó, hoặc là trong đảng Dân Chủ dàn xếp để bà rút lui đó, thì coi như bà sẽ trở lại cái chức dân biểu địa hạt 46. À, lúc đó tất cả mọi cái trật tự lại thay đổi. Chuyện đó nó sao? Lúc đó những ứng cử viên đang dự định ứng cử cái chức 46, bây giờ họ đi đâu? Có thể lại tranh những cái chức khác trở lại, lại đụng nhau nữa trong vùng Liêu Sơn. Lúc đó hấp dẫn vô cùng, vô cùng. À, anh thấy ơi, anh thấy không? Một cái mưu của bà Lota Sanchez nó làm thay đổi hoàn toàn. Nhưng trở lại vấn đề là gì? Ở đây chúng tôi muốn nói để cho quý vị hiểu, để quý vị thấy là sao? Nếu chúng ta không đi bầu, không bầu cái người đại diện cho chúng ta ở trong các cơ quan chính quyền, ở quốc hội tiểu bang, quốc hội liên bang, đừng hòng làm một cái gì mà chúng ta mơ ước. Tôi báo cho quý vị biết như vậy. Quý vị thấy không? Qua cái phân tích của chúng tôi là người ta đều làm những cái chuyện của người ta, cộng đồng người ta đẩy lên, đẩy người lên. Dù tôi không ưa thằng cha đó, không ưa con mẹ đó, nhưng vì nó đại diện cho tôi phải nhịn lại. Tôi chấp nhận. Tôi đưa lên, đưa một người lên thôi. Chứ còn đưa nhiều quá, phá phiếu với nhau là chúng ta chết. Đã đến lúc chúng ta phải dẹp bỏ bớt tự ái, những cái cá nhân của mình đi, bầu tất cả mọi người, dồn lại bầu cho một người mà đại diện cho chúng ta, thì chúng ta sẽ làm được chuyện lớn. Đúng không anh? Thì quý vị thấy rằng là trên cái sân khấu liên bang và bất kỳ chức vụ nào, thưa quý vị, làm chính trị có nghĩa rằng là chia chác cái đống tiền thuế của của quốc gia đem về, làm sao kéo cái tiền đó về cho địa hạt của mình càng nhiều càng tốt, đem quyền lợi về cho cử tri của mình càng nhiều càng tốt. Thì đó là cái nhiệm vụ của các nhà chính trị, và chúng ta cũng không thoát khỏi cái trò chơi đó. Cho nên nếu mà cái người nào mà đại diện mà đem tiền về cho cộng đồng của chúng ta thì chúng ta bầu cho người đó. Đừng có họ, đừng để cho những người đó phỉnh phờ chúng ta bằng cái những cái lý tưởng xa xôi, nó không có thực tế, trong khi các cộng đồng kia họ đem tiền về một đống. Nhưng mà trong cái chuyện này, chúng tôi nhớ lại cái thư của khán giả mà nói chuyện đá banh ngày hôm qua, khán giả Milan Trần. Vâng. Khi bà nói đến cái chuyện mà cái sân California thì cờ Mỹ nhiều hơn cờ Mỹ. Nhưng mà qua cái cuộc mà tranh cái chức vào cái chức thế cho bà Barbara Boxer, thưa quý vị thấy hai người mà coi sáng giá bây giờ, bà Rosa Sanchez, người gốc Mexico, bà Kamala Harris là người gốc da đen. Thì thưa quý vị, cái màu cờ của California, cái màu sắc dân chủng tộc của California nó thay đổi, và nó sẽ thay đổi tại nước Mỹ. Chúng ta không còn một cái đầu là nước Mỹ này chỉ dành hoàn toàn cho người da trắng. Nó đang thay đổi, và quý vị chúng cũng phải đến ngày nào chấp nhận cái sân đá banh của California hoặc là cả nước Mỹ này nó sẽ nhuộm màu xanh lá cây khá nhiều. Nhưng mà cái điều đặc biệt, những người cầm cái màu xanh lá cây đó không cay cú gì với người màu xanh blue cả. Vâng. Và xanh blue bên nào thua bên nào thắng cũng sẽ giống như nhau. Vâng. Đó là cái chuyện liên quan đến ông mà Bảo Nguyễn tranh sẽ tuyên bố tranh chức dân biểu liên bang ngày hôm nay. Xin quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. We'll be right back.